Em xin chào các bác đã đến với kênh YouTube của em ạ. Các bác xem kênh của em thì các bác cho em xin một like, một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn thời gian vừa qua thì các bác đã ủng hộ các cái sản phẩm đến từ bên em ạ. Thì hôm nay em lại về được một cặp củ mid chép của JBL, có model là JBL 2425Z 16 ôm ạ. Thì em cũng đã bán được mấy cái cặp củ này rồi, 2425, 2426 và các cặp củ khác. Thì hôm nay cái cặp cọc cũ này em về được trong cái tình trạng là đẹp ạ. Nói chung là hàng qua sử dụng rồi nhưng mà nước sơn nước xước thì vẫn còn khá là ok. Em đã kiểm tra cái diaphragm của nó rồi. Diaphragm zin ạ. Hàng bao cho các bác là zin xịn đẹp. Cặp cũ trong những cái dòng thùng 4344. Thì về cùng với cặp cũ này thì nó là cái cặp họng. Họng nhựa nhé các bác nhé. Các bác nhìn, họng nhựa. Nó có model là JBL 2370A. Em lấy cho các bác xem. Họng nhựa chứ không phải họng gang nhé. Các bác quay xa xa các bác nhìn. Gồm cả cổ cả họng luôn. Nói chung là tương đối là đẹp. Hàng bao zin bao đẹp cho các bác. Không có vấn đề gì về chức năng. Em đã test và đã kiểm tra diaphragm rồi. Bao hàng cho các bác. Những cặp này thì em không giới thiệu nhiều đâu bởi vì em đã bán mấy cặp rồi. Các bác cũng có thể xem qua cả các video của em. 16 ôm nha các bác nhé. Các bác bổ sung cái giải giải mid cao hoặc là giải chép cho cái giải mid cao. Hoặc nạp chép cũng được. Cho những cái cặp loa nhà mình hoặc là những cái dàn loa nhà mình thì rất hợp lý. Thì em xin báo giá cái cặp này em bán về Việt Nam là cả củ và họng là 13 triệu ạ. 13 triệu là em bao ship tận nhà cho các bác nhé. Hàng về Việt Nam sau khoảng từ 10 đến 15 ngày, em nghĩ tầm khoảng 10 ngày thôi là hàng đến về đến tay các bác. Cặp củ JBL 2425Z. Cặp củ của những cặp thùng đời cao 16 ôm. Cho các bác sử dụng. Thì các bác nào thích cái cặp này thì liên hệ với em qua số Zalo em để trên bài nhé. Thì các bác nào muốn lấy cái cặp này thì chuyển khoản cho em trước từ 30 đến 30 hoặc là 50% giá trị sản phẩm của cặp cũ. Thì sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nốt cho bên vận chuyển ạ. Cặp cũ này thì em về vừa mới lấy về xong. Lấy về phát là em quay cho các bác xem. Giới thiệu đến các bác luôn. Bác nào ủng hộ cho em thì nhắn tin qua Zalo, số Zalo em để trên bài. Cặp họng của nó đây. Cặp họng này thì em chưa 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 kiểm tra xem kích thước của nó như nào. À, cặp họng này thì em vừa đo thử tay thì nó ra cái chiều dài của nó, chiều ngang dài này khoảng 45 cm, chiều cao là khoảng độ 15, và chiều sâu của cặp họng này thì cũng khoảng 16, 15 16. Dài là khoảng 45, cao khoảng độ 10 15 16 hoặc là và rộng cũng khoảng 15 16. Em quay qua cho các bác xem. Bác nào lấy thì liên hệ với em nhé. Hàng từ Nhật về. Em bao zin cho các bác, bao zin bao xịn cho các bác. Em chuyên săn tìm các cái loại củ kèn, các cái hoàn kèn hoặc các cái bát mà các bác yêu thích để đầu DAC, dây loa âm và đi các thứ. Các bác nào thích cái gì thì các bác có thể đặt hàng qua em sẽ tìm cho các bác các cái model sản phẩm mà các bác yêu thích. Cặp cũ em về trong tình trạng này nước sơn là không có một tí bong chóc nào luôn nhé. Cái bên cạnh của nó này là cái bọc cao su bảo vệ từ nhé, chứ còn nó không có cái vấn đề gì với nước sơn của cặp cũ nhé. Từ con ốc con yếc đến cầu loa cầu yếc vẫn còn khá là đẹp. Cặp horn cũng không có xuất sắc, không có cái xuất sắc gì lớn nhé. Cặp horn nhựa. Em xin cảm ơn các bác xem kênh của em nhé. Các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh ạ, để kênh của em có nhiều tương tác hơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.